Sau 2 năm thụ án, bà Phương Hằng có thể ra tù vào ngày nào? Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Sau 18 tháng bị tạm giam thì đến ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù giam, tức 36 tháng tù giam. Theo quy định, thời gian tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giam bằng một ngày tù. Như vậy, bà Hằng sẽ phải chấp hành thêm 18 tháng tù giam nữa do đã trừ 18 tháng tạm giam. Mặc dù các bị cáo khác có kháng cáo bản án sơ thẩm, nhưng bà Hằng không có kháng cáo nên phần bản án của bà Hằng không có gì thay đổi. Như vậy, tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 thì bà Hằng đã thụ án được 2 năm tính luôn cả thời hạn tạm giam. Vậy câu hỏi được đặt ra là nếu bà Hằng cải tạo tốt, bồi thường dân sự xong thì bà Hằng có thể ra tù sớm hơn vào ngày nào? Nếu bà Hằng được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Để được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì bà Hằng phải đảm bảo đủ điều kiện sau đây. Đầu tiên là điều kiện về thời hạn đã chấp hành án phạt tù. Theo quy định, để được giảm chấp hành án phạt tù thì phạm nhân phải chấp hành được ít nhất 1/3 thời hạn đối với hình phạt tù từ 30 năm trở xuống. Tính đến hiện tại thì bà Hằng đã thỏa được điều kiện này do bà đã chấp hành được khoảng hơn 24 tháng. Kế tiếp là về điều kiện xếp loại chấp hành nội quy. Với hình phạt tù là 3 năm thì bà Hằng phải có nhiều tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có ít nhất một quý gần nhất được xếp loại từ khá trở lên. Tóm lại, về điều kiện thời hạn chấp hành thì bà Hằng đã đảm bảo, còn về điều kiện xếp loại thì phụ thuộc vào thực tế. Tại video này, chúng ta sẽ giả sử rằng bà Hằng đã thỏa mãn luôn điều kiện về xếp loại thì bà Hằng sẽ có thể được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Về mức giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì đối với mức hình phạt từ 30 năm trở xuống, mỗi lần có thể được giảm từ 1 tháng đến 3 năm. Trường hợp được giảm 3 năm phải là những phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và lập công hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, học tập, cải tạo. Mỗi phạm nhân có thể được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành án phạt tù được 1/2 mức hình phạt tù có thời hạn đã tuyên. Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 thì bà Hằng còn 12 tháng để chấp hành án, mà theo quy định về các thời điểm xét giảm chấp hành án phạt tù bao gồm 3 đợt là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc khánh 2 tháng 9 và Tết Nguyên Đán. Nếu dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới bà Hằng có quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thì mức án bà Hằng được giảm ít nhất là 1 tháng hoặc nhiều nhất là giảm toàn bộ thời gian chấp hành án phạt tù còn lại của bà Hằng khoảng gần 11 tháng tù giam. Như vậy, nếu bà Hằng được giảm toàn bộ thời gian phạt tù còn lại thì bà Hằng sẽ được ra tù vào dịp lễ 30 tháng 4 tới đây. Tương tự với hai đợt xét còn lại, nếu bà Hằng được giảm toàn bộ thời gian hình phạt tù còn lại thì bà Hằng có thể ra tù vào dịp lễ 2 tháng 9 năm 2024 hoặc dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm sau. Tóm lại, nếu bà Hằng đáp ứng được các điều kiện về chấp hành nội quy trại giam và được xem xét giảm toàn bộ thời gian hình phạt tù còn lại thì bà có thể được ra tù vào dịp 30 tháng 4 hoặc lễ 2 tháng 9 năm 2024 hoặc Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm sau. Hoặc trường hợp bà Hằng không được giảm toàn bộ thời gian phạt tù còn lại mà chỉ được giảm án ở mức thấp hơn thì bà vẫn sẽ được ra tù sớm hơn so với thời hạn còn lại của bản án 3 năm đã được tuyên. Nếu bà Hằng được đặc xá. Bên cạnh trường hợp được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì bà Hằng còn có thể được đặc xá. Để được đặc xá thì bà Hằng phải đảm bảo đủ các điều kiện như sau. Đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Xét trên thực tế thì bà Hằng đã chấp hành hơn 1/2 so với mức hình phạt tuyên là 36 tháng tù. Ngoài điều kiện về thời hạn đã chấp hành án thì còn phải đảm bảo các điều kiện sau. Có nhiều tiến bộ có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí. Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng hoặc tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá. Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, không thuộc một trong các trường hợp không được đề nghị đặc xá. Như vậy, vì bà Hằng đã thỏa điều kiện thời hạn chấp hành án phạt tù nên bà chỉ cần thỏa thêm các điều kiện về ý thức cải tạo tốt, thi hành xong các nghĩa vụ dân sự nêu trên thì sẽ được xem xét đặc xá. Về thời điểm xét đặc xá thì Chủ tịch nước xem xét quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Cụ thể, các ngày lễ lớn của đất nước bao gồm
ngày Tết Nguyên Đán 1 tháng Giêng âm lịch, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, ngày Cách mạng tháng 8 19 tháng 8 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9. Như vậy, nếu trên thực tế bà Hằng đáp ứng đủ tất cả các điều kiện trên thì có thể được đặc xá, tức là được ra tù vào một trong các ngày lễ sau: mùng 10 tháng 3, ngày 18 tháng 4 dương lịch, 30 tháng 4, ngày 7 tháng 5, ngày 19 tháng 5, ngày 19 tháng 8, ngày 2 tháng 9, dịp Tết Nguyên Đán năm nay, hoặc sự kiện trọng đại khác trong năm theo quyết định của Chủ tịch nước. Trên đây là những phân tích dự đoán theo quy định của pháp luật. Còn trên thực tế, bà Hằng có được giảm án hoặc đặc xá hay không? Nếu được giảm án thì mức giảm là bao nhiêu thì sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định nha.